Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà qua quận 6 đường Hậu Giang đó nha. Đi ăn bánh canh chẳng bàn cố Út, giò heo với sườn. Đó, bánh canh chẳng bàn cả nhà. Địa chỉ đây là 429 431. Đó. Cái tiệm bánh canh này nó nằm ở dưới chân cầu Hậu Giang luôn cả nhà. Từ hướng mà bến xe miền Tây đổ về á thì trước khi tới cầu Hậu Giang là cách cầu Hậu Giang khoảng 100m. Là bên tay phải của mình luôn. Là bánh canh chẳng bàn cố Út. Mở nhà vô nha. Em coi người bên cho nhà xem. Sườn non á. À, cái này là sườn non. Còn cái này là giò. Khoanh. Giò khoanh món. Hồi năm trước chị bán là ở bên Phunny Hùng nè. Dạ. Em là quán dĩa hè. Ừ. Dạ. Quán dĩa hè đó, hồi lúc đó là chị bán quán dĩa hè. Dạ, em đi quay mấy quán liền đó. Chị, cái quán mình mở từ mấy giờ tới mấy giờ chị? 2 giờ rưỡi tới 1 giờ khuya. Mình bán bao nhiêu một tô vậy ha? 55, 45, 55, 60. Dạ, 60. Rồi chị cho em, cái này là mình bánh canh này, kêu bánh canh gì chị? Bánh canh bột gạo hả? Bất kỳ, em ăn cái gì được, sườn, giò, chả. Chị cho em một phanh giò với một cái miếng sườn đi. Cái tô em vậy là bao nhiêu? Là 45. Dạ. Ủa chị, quán mình mở được bao lâu rồi chị ha? 8 tháng, chị ở đây là 8 tháng rồi. Còn trước kia chị bán là dưới ngã tư á, là chị bán là 5 tuần. Nãy em chạy xuống dưới em kiếm đó. À, là chị về lên đây đó. 537, 541 gì đó phải không? Đúng chị? Rồi, đúng rồi. Hồi nãy em chạy xuống dưới. Hồi trước ở bên đó là 9 giờ chị đi ra. Dạ. Nhưng mà về bên này là 2 giờ rưỡi thì chị ra rồi. Hồi nãy em chạy dưới em kiếm không có đó. Dạ. Nè cả nhà, đây đây một phanh heo nè ha, hai phanh ha, đây là cái cục khủng sườn. Sườn cả nhà, sườn khủng luôn á, đây là 45.000 cả nhà, à. À, còn cục này là cũng là quyết rồi cũng như thôi. Vậy hai phanh với một cục sườn khủng thôi. Cái này là bánh canh bột gạo là nó đục đục gì nè. Ờ ha, ngộ nhìn cái lạ ha. Còn bánh canh bột lọc là nó trong. Ừ. Thôi mà cả nhà ăn em nó bụng quá rồi chứ nói. À, mời cả nhà ăn bánh canh với vợ chồng mình nha. Mời cả nhà ăn bánh canh với vợ chồng mình nha. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Cái này là bánh canh chảng bàn á. Cái cả nhà ơi, cái mình phải quất cái giò heo chứ không có để nào để lâu được. Để lâu nó chạy giò mà. Nó chạy ghê lắm hả? Ừ, để lâu là chạy cả nhà. Ừ. Cái ăn cái nhà được rõ rồi. Mềm quá. Ừ, thử cái cọng bánh canh này coi ngon. Chút mà hút ra là đã rồi. Wow. Còn bánh canh này nó không có dai như còn bánh canh kia. Đúng rồi. Ăn rất nó đừng có dai. Anh ăn cái gì á đừng có dai là anh chịu à. Chạy quá cả nhà ơi. Ủa này quân 6 quá ta. Quân 6 rồi. Sao anh dễ quên quá em. Ngon quá.
phải bóng luôn cả nhà chứ gấp trắng không có được. Quất cực quyết cả nhà ơi. Quyết thì ngon. Ngon không? Mềm 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 dẻo à. Nghĩ là đó mềm lắm. Nước súp ngon quá nhỉ. Nước súp ngon. Cái đúng là bánh canh Nhân Bàng này cực kỳ là ngon luôn đó nha. Cả nhà có dịp đi ngang đây ghé ăn thử đi, ngon lắm. Đó là mình nói thiệt luôn á, bắt đầu quất nè. Quất em ơi. Mà cái giá 7 giờ hoặc 9 giờ mấy á, là khách vô hàng hà luôn. Bình thường mày mất. Có gần nữa. Quá ngon. Không ngon quá em. Ngon. Không muốn ăn là anh khen á, ngon á. Ngon quá. Giờ em giống nuôi heo quá ta. Cái phân giò nè. Mưa một cục thường gân rồi. Nói nhìn nó xíu quách em. Ừ. Nó vẫn là không có xíu quách. Ê. Sườn nó cái sườn mà phải chơi gì nó mới ngon đó nha. Mình thích ăn gì á. Cộng bánh canh này ngon hơn. Không, lần đầu tiên ăn bánh canh kiểu này em. Bánh canh gạo gì nữa. Bánh canh bột gạo. Hồi xưa thì có ăn, nhưng mà lâu lắm rồi. Lúc ở dưới quê phải không? Lúc còn nhỏ. Quê hay nấu bột bánh canh bột sắt hả? Bánh canh mà bột mình dò dò chút vô á chứ không phải là gì đâu. Con này là bột sắt. Đây. Đó. Sao? Em ăn ngay miếng ớt. Canh cũng ngon ha. Nước súp ngon, ăn cái nước súp này á. Ngon quá. Bánh canh cốt quá nha, bánh canh cốt này ngon á. Đó là nó thật, cực kỳ là ngon luôn. Bánh canh chảng bàn cốt. Bánh canh chảng bàn bột gạo phải không ta? Ủa? Đúng rồi, bánh canh bột gạo chảng bàn. Ờ, bánh canh bột gạo chảng bàn. Cốt. Cốt. Chị Út. Cốt. Cô hả? Cốt. Cái này là thuộc địa phường mấy ta? 11. Bên đường đó là phường 12, bên đây là phường 11 đó nha. Cái hướng cầu Giang đổ về bến xe miền Tây là phường 12. Còn hướng bến xe miền Tây đổ về cầu Giang là phường 11. Mỗi một bên hai phường khác nhau. Ngon không? Mỗi một con đường ra hai cái phường. Đúng rồi.
Không biết sao giờ nó ăn chậm. Quay qua cái nhà ấy. Cực kỳ ngon. Không, cái bánh canh chẳng bạn là của cố quá nha. Bánh canh này ngon lắm quá nha. Cực kỳ là ngon. Đó là nó thật chậm chậm ngon luôn. Cái nhà có dịp á thì có đi ngang địa chỉ này là 429 431 và gặp bánh canh chẳng bạn của Úc. Cả nhà ghé ăn thử đi, cực kỳ là ngon. Đó là mình nói thật. Thôi clip mình kết thúc ở đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho kênh Quán Di Hà để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.